Từ Hy Viên kết hôn với ca sĩ Hàn Quốc sau 3 tháng ly dị đại gia, chồng mới là tình cũ 20 năm trước. Thông tin Từ Hy Viên chuẩn bị tái hôn với người tình cách đây 20 năm đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Sáng ngày 8 tháng 3, mạng xã hội xứ Trung rầm rộ đưa tin Từ Hy Viên tái hôn với mối tình đầu là nam ca sĩ 53 tuổi người Hàn Quốc Ko Jun Jup, thành viên nhóm nhạc Clone. Người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi nữ diễn viên muốn đi bước nữa khi mới chỉ ly hôn Uông Tử Phi vài tháng. Theo TV Daily, Từ Hy Viên và Ko Jun Jup đã kết hôn hợp pháp vào hồi đầu tháng 3. Ko Jun Jup dự định đến Đài Loan nơi Hy Viên sinh sống để gặp gỡ gia đình nhà vợ và chuẩn bị lễ cưới. Tờ báo gọi đây là mối lương duyên xuyên quốc gia. TV Daily còn bình luận, Ko Jun Jup hiểu Từ Hy Viên hơn bất cứ ai khác và khiến người phụ nữ mở rộng cánh cửa trái tim mình một lần nữa sau 20 năm. Trên Instagram, Ko Jun Jup xác nhận hôn sự, anh viết, tôi sắp kết hôn, tôi muốn nối lại tình yêu của mình với người phụ nữ tôi đã yêu hơn 20 năm trước. Sau khi nghe tin cô ấy ly hôn, tôi đã tìm lại thông tin liên lạc của Hy Viên và liên hệ. Cũng may là số điện thoại không thay đổi, chúng tôi đã kết nối được với nhau. Thời gian đã trôi qua quá lâu, tôi không thể lãng phí thêm được nữa, nên lập tức ngỏ lời cầu hôn và được cô ấy chấp nhận. Chúng tôi quyết định về chung sống với nhau, mong mọi người ủng hộ và chúc phúc. Sau thông báo của nhà sản xuất, nhiều người vào bình luận chúc mừng anh và Từ Hy Viên. Ngô Bội Từ, bạn của Từ Hy Viên, ấn nút like thông báo này. Theo 163, lương duyên của Ko Jun Jup và Từ Hy Viên bắt nguồn từ hơn 20 năm trước. Khi đó anh được mời đến biểu diễn trong đêm nhạc của ca sĩ Tô Huệ Luân. Từ Hy Viên đến đêm nhạc với tư cách một khán giả và có ấn tượng đặc biệt với Khu. Sau đêm nhạc họ làm quen và yêu nhau, cả hai được cho có sở thích tương đồng, tình cảm hòa hợp. Mối quan hệ được công khai khoảng 1 năm sau đó tan vỡ, Từ Hy Viên có người khác. Thông tin Từ Hy Viên kết hôn lần thứ hai chỉ sau vài tháng ly hôn chồng doanh nhân Uông Tử Phi khiến nhiều người bán tín bán nghi, đa phần cho rằng cô đang có chiêu trò để khởi động sự nghiệp sau một thời gian dài công việc trầm lắng. Hiện diễn viên chưa lên tiếng về thông tin này. Ko Jun Jup là nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ, anh hiện hoạt động với tư cách là một DJ. Gần đây, anh ra mắt một tác phẩm nghệ thuật NFT phiên bản giới hạn, hợp tác cùng Kakao Crowd X Clip Drop. Từ Hy Viên sinh năm 1976, bước vào làng giải trí Hoa ngữ từ năm 18-19 tuổi, khi thành lập nhóm nhạc cùng em gái Từ Hy Đệ. Năm 2001, tên tuổi cô vụt sáng khắp châu Á với vai Sam Thái trong bộ phim Vườn Sao Băng phiên bản Đài Loan. Năm 2010, Từ Hy Viên kết hôn với doanh nhân Uông Tiểu Phi. Cả hai trước đó không thân quen, chưa kịp tìm hiểu nhau trong 49 ngày. Sau hơn 10 năm cưới, họ có hai con, một trai một gái. Cặp đôi từng có khoảng thời gian hạnh phúc cùng tham gia các hoạt động giải trí kinh doanh. Tuy nhiên, cả hai cũng nảy sinh nhiều vấn đề. Nữ diễn viên tiết lộ cô áp lực vì ông xã liên tục gây tổn thương tinh thần mình bằng lời nói. Tháng 11 năm 2021, cặp đôi chính thức ly hôn. Hậu ly hôn, truyền thông cho rằng nguyên nhân khiến cặp đôi tan vỡ là do mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Cụ thể, mối quan hệ giữa Từ Hy Viên và mẹ chồng luôn là tâm điểm đồn thổi của công chúng từ nhiều năm nay. Có thông tin cho rằng nữ diễn viên nổi tiếng không được lòng mẹ chồng nổi tiếng vì cô xuất phát điểm chỉ là một ngôi sao giải trí. Sau khi kết hôn, cũng chính sức ép từ mẹ chồng, nữ diễn viên nổi tiếng quyết định rút lui khỏi làng giải trí. Sau khi lập gia đình, cô từng căng thẳng về chuyện mang thai và sinh nở. Gần 3 năm sau đám cưới, cặp đôi mới có con gái đầu lòng. Từ khi làm dâu nhà giàu, Từ Hy Viên cũng tạm chấm dứt mối quan hệ với các đồng nghiệp trong làng giải trí và xuất hiện với hình ảnh mệt mỏi, kiệt sức hay thậm chí lôi thôi trên phố. Bạn bè của nữ diễn viên cho hay, dù lấy chồng giàu nhưng Từ Hy Viên không có cuộc sống nhung lụa như những lời đồn thổi.